Stylist Hoàng Cu hé lộ sự thật phía sau đội diễn Lonely Dance của Chibu khiến ai nấy cũng bất ngờ. Trong khi khán giả hết lời khen Chibu quá ngầu khi mặc đồ men que trong vòng công diễn mới nhất của Đạp Gió 2023, thì Stylist Hoàng Cu lại có tâm trạng không vui cho lắm. Ở tiết mục đối đầu trực tiếp với Amber và Alin trong bài Lonely Dance, Chibu đã lần đầu diện đồ men que trong sân khấu Đạp Gió 2023. Vốn đã quen nhìn Chibu hoặc nữ tính ngọt ngào với váy áo vèo nhuốm hoặc cuốn hút với những trang phục qua vóc dáng đồng hồ cát, nên ai cũng thích thú khi thấy Chibu hóa ra cũng rất hợp phong cách khỏe khoắn, cool ngầu. Cô mặc quần jean ống loe đến đá, áo quay có gắn thắt lưng trang trí kèm blazer tím nhạt. Tất cả tạo thành tổng thể hài hòa để Chibu vừa cá tính mà vẫn không thiếu đi vẻ nữ tính. Thậm chí không ít netizen Trung Quốc còn tìm mua những chiếc thắt lưng đồng màu mà Chibu gắn trên áo. Thế nhưng stylist Hoàng Cu lại không ưng ý với tạo hình lần này của Chibu, bởi ban đầu khi thử đồ thì nữ ca sĩ mặc quần túi hộp, rằn ri, blazer cũng màu rêu nên nhìn chất hơn rất nhiều. Chẳng ngờ sau đó chương trình lại cho rằng set đồ của Chibu không hợp với sân khấu, đề xuất cô đổi sang quần xám đậm và áo tím nhạt, có lẽ để hài hòa với trang phục của Amber và Alin hơn. Khi này Chibu chỉ có 30 phút để thay đồ, đổi kiểu tóc sau màn múa cột với Tạ Hân. Thế nên stylist Hoàng Cu chỉ kịp đưa ra ý tưởng về layout trang điểm, kiểm tra tóc tai cũng như chọn hoa tai cho Chibu mà thôi. Thậm chí mái tóc của Chibu cũng chưa đúng mẫu mà Hoàng Cu muốn vì quá thiếu thời gian. Chỉ riêng việc gỡ phần tóc tết giả từ tạo hình đầu tiên cũng đã rất lâu. Nhưng bất ngờ nhất là khán giả lại rất khen tạo hình mới nhất của Chibu, dù stylist Hoàng Cu không ưng ý cho lắm. Không chỉ netizen Trung Quốc muốn mua thắt lưng giống như Chibu, mà khán giả Việt cũng cho rằng trang phục, kiểu tóc hay layout trang điểm đều rất hài hòa với nhau, cũng như hợp với thần thái, biểu cảm của Chibu.